Cái chân vân đây, đây 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 đó. Và ngày nào cũng xài đôi nạng này đây, nó xài cái nạng này để đi di chuyển trong nhà. Nạng quen luôn á, quen mà giống như là chuyên nghiệp luôn á trời. Dạ ngày 4 tháng 5 chị Thủy ơi, Thanh Thủy ơi. Chị Thanh Thủy ngày 4 tháng 5 ở Sài Gòn và 18 tháng 5 ở Hà Nội chị ạ. À, Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Sài Gòn là cái Thisomon thì cái sketchwork ở đó kinh khủng rồi. À, em ơi vô đây đừng có nói chuyện nó bị kém duyên nha em nha. Nha, không có chương trình bán thiếu đâu bé ơi. Nghe cưng. Người ta làm chương trình ra cả mười mấy tỷ vậy, xong em hỏi một câu nó lợt thì còn lợt vậy đó. Nó vô duyên lắm nha. Cảm ơn Trần Vinh nha. Được rồi, chỉ cần mua vé, một vé cũng ủng hộ hơn rồi. Vé 1 triệu là cũng quý lắm rồi, không có sao hết nha. Tại Hưng cũng hay diễn Hưng đi xuống với khán giả nữa, mọi người yên tâm ha. Hello con sao?